Rồi như vậy đối với lại cái layout mà các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình, các bạn có thể chia nó ra làm hai phần. Một phần của chúng ta là các bạn sẽ sử dụng ở đây là một cái menu category để lựa chọn, và bên này là ba sản phẩm. Như vậy cái của chúng ta là chia 12 cột. Vậy các bạn có thể tạo một cái frame ở bên này, các bạn để dành ở đây để các bạn tạo cái menu. Và khi các bạn bắt đầu kéo á, có thể nó sẽ không ăn biên, thì các bạn lui nó lại một tí rồi các bạn kéo ra lại, nó sẽ tự nhảy nó bắt cái biên cho mình. Và ở phần design, các bạn nên thêm cái phần stock để cho nó có biên, để mình nhìn nó khỏi mất cái focus, cái ánh nhìn của mình. Đôi khi là mình vẽ rồi nhưng mà mình không thấy nó. Rồi cái tiếp theo mình sẽ tạo ra các sản phẩm. Và các bạn chú ý giúp thầy là cái quan trọng là khi mà các bạn tạo cái đối tượng nè, hồi nãy có một số bạn á, khi tạo nó không có nằm, rồi nó không có nằm vô đúng cái trang của mình, cho nên là khi các bạn view á, nó sẽ bị mất. Được chưa? Cho nên là các bạn phải chắc chắn rằng là mình đang chọn cái frame là cái desktop mà mình đã tạo ra từ đầu á, mình phải chọn nó. Rồi sau đó mình mới tạo một cái frame con. Vậy ở đây chúng ta sẽ tạo ra ba sản phẩm. Và sản phẩm này có cái dạng hình vuông, cái này chiều cao nó hơn tí xíu thôi. Và các bạn chắc chắn là mình đang chọn cái trang này. Và khi các bạn bấm phím ở chỗ mà con mắt, thì các bạn chắc chắn là các đối tượng của các bạn nó đang nằm đúng. Được chưa? Rồi, bây giờ mình tạo một cái frame mới và mình bắt ở đây. Nếu như các bạn thấy là nó không có bắt ngang thì mình cứ vẽ đại đi. Mình cứ vẽ ha. Rồi ở đây là một sản phẩm mình bị thiếu rồi. Nếu mà ở bên này ba là thiếu. Như vậy thì cái phần này mình cho nó lui lại một tí. Rồi, cái frame của mình ở đây. Frame của mình kéo nó qua. Không đủ đúng không? Kéo nó qua tiếp. Mình đặt cái layout cho nó. Ở đây mình cho cái stock đi, để mình dễ thấy. Kéo nó qua rồi nó bắt điểm rồi các bạn. Như vậy khi mà các bạn đặt chuột mà các bạn thấy nó bắt điểm giống nè. Ví dụ bình thường mình đầm đây nè. Kéo lên. Bắt chiều đứng. Top. Nó bắt biên. Đó, nó có đường giống. Như vậy là các bạn đã có được cái sản phẩm của mình ở đây. Để cái này để mình để sản phẩm nè. Cái thứ hai là các bạn sẽ copy cái này ra để mình đưa các cái chữ này vào. Chữ của mình là có 3 dòng. Đưa các chữ vào. Như vậy thì các bạn sẽ nhấn Enter Tab, nhấn Shift, kéo xuống, bắt biên. Kéo lên lại vừa thôi. Rồi trong này chúng ta có thể đưa chữ luôn vô. Đây mình coi cái đối tượng của mình tạo mới nè, nó là frame 6. Cái này là frame 5, nó nằm trong cái giày cũ là ok. Đó. Rồi ở chỗ này trong cái frame 6 này các bạn có thể đưa chữ, đưa text vào đây. Text của mình sẽ đưa vào, mình click chuột vô cái frame này luôn thì nó sẽ tự động nó ăn vào. Và mình gõ là dòng 1. Ủa sao nó mất rồi? Dòng. Unicode. RAM 6. Rồi mình vẽ lại cái test giùm thầy. Dòng 1. Dòng 2. Dòng 3. Rồi các bạn đang chỉnh lại.
các bạn có thể là trong cái test này chúng ta sẽ điều chỉnh ở phía dưới test của chúng ta kích thước bao nhiêu, phông chữ là gì, có in đậm hay không. Ví dụ mình có in đậm phông chữ 11, phông chữ 11. Rồi các bạn kéo ra canh giữa. Như vậy mình đã có được dòng 1, dòng 2, dòng 3. Và phía bên trên nó có chữ là sản phẩm rồi size. Sản phẩm gì rồi size nhiêu. Và kích thước chữ của chúng ta. Vậy thì chỗ này chúng ta có thể chèn thêm một cái test vào đây. Đối với lại cái chỗ này các bạn sẽ chèn thêm một cái test vào. Chỗ này là sản phẩm rồi size. Size bao nhiêu? Mình có thể cho cái kiểu chữ này nó khác thì mình sửa kiểu ở bên này. Các bạn chọn fill, chọn effect, ví dụ như crop shadow. Các bạn chọn bóng mờ. Đó, các bạn thấy là có bóng mờ. Rồi các bạn sẽ cộng thêm nhiều cái effect khác nữa. Rồi giả sử như chỗ này màu. Chúng ta sẽ chọn màu. Rồi ví dụ chúng ta chọn màu ha. Và bây giờ chúng ta sẽ có nè các đối tượng này các bạn. Các bạn sẽ chọn các đối tượng này. Các bạn nhấn Ctrl G. Tập trung đi. Các bạn nhấn Ctrl G. Các bạn sẽ có một sản phẩm. Bây giờ mình nhấn Internet, nhấn Shift, kéo qua đây. 2. Ctrl D. 3. Như vậy mình có 3 sản phẩm. Sau đó các bạn chọn cả 3 sản phẩm này. Xuống phía dưới, nhấn Shift, nhấn Internet, nhấn Shift, kéo xuống. Thả một dòng nữa, nhấn Ctrl D và bạn đã có được 9 sản phẩm. Được chưa? Và sau này mình chỉ cần là lý chụp vô đây, mình đổi tên của từng cái đối tượng. Và bây giờ mình chèn hình vô. Các bạn sẽ chọn là Play Image Video. Các bạn sẽ chọn 9 sản phẩm ha. 9 sản phẩm. Các bạn chọn Open cùng một lúc luôn. Các bạn thấy là nó đưa số 9 nè. Mình click vô đây. 1, 2, 3. Nó nằm ở, nó che cái chữ của mình rồi. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vậy bây giờ mình sẽ chỉnh từng đối tượng của mình lại. Chỉnh từng đối tượng lại. Thứ nhất là mình chỉnh cái quả dâu cho nó nhỏ. Các bạn nhấn Ctrl thôi. Các bạn, nếu như mà các bạn click chuột bình thường á, là nó chọn cái frame này. Mình không có chỉnh được quả dâu. Các bạn nhấn Ctrl, các bạn click chuột vô đây. Thì nó nổi cái này lên là nó cho mình chỉnh cái quả dâu á. Các bạn nhấn Shift, kéo quả dâu về. Ở trên này nhấn Shift, kéo về. Nhấn Shift để cho nó khỏi bị lệch cái sản phẩm. Rồi ở đây các bạn thấy là cái chữ sản phẩm của mình nó nằm ở dưới nè. Nằm ở dưới. Thì lúc này các bạn có thể là các bạn mở cái khối này ra. Và các bạn đưa cái chữ. Tại vì cái này là nguyên khối các bạn. Nó nguyên khối. Nguyên cái group luôn. Thì các bạn có thể chọn cái group này. Các bạn click chuột phải. Các bạn chọn là send. Là print to prompt. Là đẩy lên trên. Đẩy lên trên là bằng cái phím đóng ngoặc vuông. Đẩy lên trên. Mình tắt cái này đi. Tắt tiếng Việt mình mới dùng cái phím đó được. Đẩy lên trên nè. Đẩy lên. Tại vì mình tạo nhiều đối tượng cho nên là
là nó đang ẩn ở dưới á. Còn không thì mình sẽ đẩy cái quả dâu này xuống dưới centipede, đẩy xuống dưới. Còn không nữa thì bạn sẽ coi thử là cái frame này đang nằm ở đâu. Nó là rúp 6, rúp này nè, nó là rúp 1 nè. Cái chữ ở đâu, chữ hình đâu nào, hình nhấn control lý chụp vô hình. Hình của mình nó đang nằm ở trên cho nên nó che các đối tượng. Mình sẽ đưa xuống dưới cái test size đó, thấy không? Mình kéo xuống dưới nè, trong cái frame 5. Rồi tương tự như vậy, các bạn cho cái quả cam nhỏ lại, nhấn control lý chụp vô, nhấn control lý chụp vô đây, quả cam. Đây, quả cam đâu rồi? Ram. Rồi, cái này nó lớn dữ vậy hả? Quá lớn luôn. Nhỏ lại. Cái này là quả đu đủ, không phải quả cam. Lớn quá. Rồi. Và tương tự như vậy, quả đu đủ này các bạn kéo xuống dưới thì cái chữ mình nó lên trên. Và chúng ta sẽ chỉnh dần dần chính đối tượng của mình lại. Được chưa? Chỉnh các đối tượng của mình lại là các bạn đã có được cái trang. Và sau đó thì các bạn sẽ chọn các đối tượng và chúng ta sẽ bỏ cái stock này đi, nhấn dấu trừ, được không? Đó, chọn chính sản phẩm luôn, chọn cả chính sản phẩm và chúng ta sẽ nhấn dấu trừ cái stock đi. Rồi, đó, trang web của chúng ta mình có đối tượng, được chưa nào? Đấy, như vậy cách là các bạn thiết kế. Và cái này thầy nhắc lại thôi, bữa hôm trước mình đã làm rồi. Mà trong khi các bạn thiết kế thì các bạn để ngang như thế này, cả ba sản phẩm cùng một dòng. Ở phía trên này thì các bạn thiết kế chung với nhau. Đó, cái này thì bạn thiết kế từng đối tượng, nhưng mà dưới này thì sản phẩm bạn lại để chung một dòng là không đúng. Các bạn chỉnh lại giúp thầy.